Trong cái di chúc của Hồ Chí Minh ấy, thì ông là một người có công, tức là phát hiện ra, tức là có những cái điều khuất tất mà ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam che giấu, tức là về khoan sức dân trong 2 năm sau khi chiến tranh chấm dứt. Thì làm sao ông có thể biết được những chi tiết này, và là làm sao người ta có thể để cho ông đưa ra cái vấn đề đó? Đấy là vì tôi là thân với ông Vũ Kỳ, rất thân với ông Vũ Kỳ. Thì ông Vũ Kỳ với tôi là tin cậy lẫn nhau. Cho nên ông Vũ Kỳ cũng bực mình là tại sao mà cái di chúc của lãnh tụ mà bị người ta bỏ đi 3 đoạn. Họ bỏ đi cái đoạn nào? Bỏ đi cái đoạn nói về là phải giảm ngay thuế cho nông dân. Bởi vì nông dân trong chiến tranh là bị thiệt thòi lắm, cho nên cần phải là giảm thuế. Cái thứ hai đó là ngay sau khi thắng lợi phải có cuộc chỉnh huấn ngay để chống cái kiêu ngạo. Và cái điểm thứ ba là ông ấy tha thiết yêu cầu là hỏa thiêu thì chia làm cho của ông, chia làm ba ra 3 miền, và chỉ cần là cái thi hài ông chôn ở trên một cái đồi nào đó, thì bà con đến viếng thì trồng cây cho cái đồi xanh lên, chứ không có lăng liệt, không có gì cả. Thế thì đấy là 3 cái ý kiến tôi nghĩ là rất là quý. Thế thì tôi với Vũ Kỳ đã bàn với nhau là phải đưa ra. Thế cho nên tôi đã qua cái phỏng vấn ông Vũ Kỳ rồi tiết lộ ra 3 cái chi tiết đó. Và do đó mà buộc Quốc hội phải họp bàn và yêu cầu công bố toàn bộ cái di chúc của ông Hồ. Thì sau đó mấy năm họ mới làm được cái việc đó. Thì tôi với ông Vũ Kỳ rủ nhau là làm một cốc bia để mừng rằng là đã làm được một điều tốt, là buộc lãnh đạo phải công bố công khai toàn bộ, in lại tất cả các cái bản di chúc của ông Hồ Chí Minh. Tức là hiện thời có bao nhiêu bản di chúc, và ông đọc trong cái bản đó là cái bản cuối cùng hay là bản... Bởi vì ông Hồ Chí Minh viết là viết 3 năm, mỗi một năm ông lại thêm thắt một ít. Tức cái bản mà chính thức công bố á, mà trong ngày mùng 3 tháng 9 á, thì cái bản đó... Bản đó ông Lê Duẩn duyệt, và ông Lê Duẩn giao cho ông... giao cho ông Hoàng Tùng. Hoàng Tùng lúc bây giờ là tổng biên tập của Báo Nhân Dân. Thế thì ông duyệt xong cũng ký, ông bỏ mấy đoạn và giao cho ông Hoàng Tùng là công bố trên Báo Nhân Dân như thế. Rồi. Còn cái bản mà ông đọc ấy, thì là cái bản là ông Vũ Kỳ kể lại cho tôi. Kể lại. Vâng. Kể lại cho tôi. Tức là cái bản chính bị mất. Cái bản chính họ vẫn lưu giữ, và sau này phải đưa lại cái bản chính nó ra. Tức là đã chưa công bố cái bản chính đó rồi. Vâng. Tức là họ không, cái bản chính công bố trước đó thì họ đã theo cái 3 cái đoạn mà ông Lê Duẩn đã xóa đi. Thế nhưng mà sau này họ lưu giữ lại và phục hồi lại 3 cái đoạn đó. Và như thế tức là chính, nhưng mà cũng còn vẫn còn người hoài nghi là không biết đã hết chưa. Thế nhưng mà tôi nghĩ là sau này họ buộc phải công bố tất cả mấy cái dự thảo của 3 năm đó là toàn bộ. Chứ ông không biết khi mà mình tiết lộ cùng với Vũ Kỳ đó, nó triệu tập mình đến Ban Bí Thư. Khủng khiếp, mà mình coi như mất chức như chơi. Nó dọa là anh muốn thay mặt cho Bộ Chính trị à? Anh có quyền công bố những cái chuyện tuyệt mật đấy à? Vũ Kỳ với mình phải chịu trận như thế.